Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay miền Tây Giang Giả chúng mình sẽ tiếp tục một video mới là sẽ đi câu cá lăng sông. Mà câu cá lăng sông này là mình sẽ đứng ở trên cầu này để mình câu nha các bạn, chứ mình không đứng ở dưới bờ. Mình sẽ đứng trên đây, mình quăng câu xuống cái dòng sông này. Hy vọng là sẽ có cá. Sông này rất là bự nha các bạn. Sông này là có thể ghe tàu có thể chạy tới Sài Gòn luôn, cho nên rất là bự. Mồi này là mình mua chứ không làm được nha mày. Bạn nào muốn mua mồi này thì hãy ra tiệm tiệm câu á. Tại nó một hũ mồi câu cá lăng này họ sẽ đưa. Một hũ này gồm 32.000 nha các bạn. Quay thôi. Thúi kinh dị. Mồi rất là thúi. Chỉ cần chạm một lần là nhớ nhau mãi mãi. Rồi, còn cái cần kia. Dạ, gì dạ? Cái gì? Dính cầu cá nha các bạn. Anh mình đi dính được không? À, cá lăng. Nãy giờ ghẻ hả? Nãy giờ ghẻ bọc bật mà. Chó đẻ. Giờ gỡ mình để thùng. Quá đã các bạn ơi. Con đầu tiên hả? Nãy đâu mang thùng được không? Mang. Cái thùng đó. Thùng này đựng được không ta? Có nước không? Con đầu tiên nha các bạn. Quá đã rồi các bạn. Con này chắc hơi nhỏ xíu. Kìm rồi ta. Lấy kìm anh. Con này hơi nhỏ hơn, hơi nhỏ xíu. Nói chung là được con đầu tiên của mình đi. Sẽ móc mồi câu tiếp. Móc mồi đi ha. Biết bao lâu vẫn chưa có cá nha mày. Đường phố rất là đông người. Này chắc người ta đi chơi. Bên kia là một cái nhà máy mà giờ người ta nghỉ làm rồi. Giờ người ta đóng cửa. Nhà máy xây lúa các bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Cái gì vậy? Kìa kìa, dính dây kìa, dây chơi, dính dây trên đầu kìa. Quá quá cá kìa, thấy không? Ừ. Dính cá các bạn ơi. Này hôm nay câu ghê ta. Quấn quá vậy, quấn vậy, kẹt dây rồi. Quá đã rồi. Quá à. Từ má cam nó bị mờ. Wow, ông này câu nãy giờ được 2 con rồi trời. Thằng thủ các bạn ơi, thằng thủ sát cá. Wow. Xem cá. Thôi ôi. Quá đã rồi các bạn ơi. Con thứ hai đó. Ok, bóc mòn câu tiếp. Hai chú, hai con. Nó giật quá, giật quá. Đừng cá bự, đừng cá bự. Thấy giật mạnh lắm rồi. Bóc mòn câu tiếp. Sá cá quá rồi, gặp tay sá cá rồi. Nãy à, dính 2 con liền rồi đó. Cá này cũng vừa vừa nha bạn, không hẳn là nhỏ nha. Cùm mồi là quắn là cho tròn đó, cá táp về ngay miệng nó liền. Vô tình dính được con cái nha các bạn, không giật mà cũng dính luôn nha. Chuyện lạ có thật à. Này là mình phải quấn từ từ luôn, cái cây nó bị hư rồi. Cá đâu rồi? Dính cái u cá cũng bự các bạn. Chạy đâu nữa. Chơi không giật cũng dính cá các bạn, cá bự luôn đó. Trên đây thì vẫn còn miệt mài quấn, không giật cũng dính cá. Nãy câu cần kia thì quay dễ quá. Này cá bự chứ, cá bự luôn á, dính cá bự đi các bạn. Cá bự luôn, không giật cũng dính cá nữa. Rồi giờ gỡ ra đi. Ngộ thật, chuyện lạ, không giật cũng cá nữa. Bự nha các bạn, bự nhất cũng vậy, xứng đáng nha các bạn. Nãy giờ mình câu 4 chú rồi, không giật cũng dính. Ủi, xứng đáng. Con cá to đấy. Giờ nước sông nó đang chảy nè. Thả con tiểu nhị đi. Rồi thả con nhỏ nhất đi. Thôi giờ mình sẽ thả con nhỏ nhất nha các bạn. Tiểu nhị. Tại vì nhỏ quá mình cũng đâu làm gì đâu. Cả
kia đâu rồi? Đây. Còn cần nữa đâu? Đừng đang móc này. Thấy không? Được, được em bự bự nè. Đu. Ừ nè, không có gì em đi. Khuya à. Đúng. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bự không? Trời, cái này nè giờ không dính giật mà không dính đi các bạn mất hết mỏ luôn đúng quá gõ gạn cá tiếc thiệt nãy giờ câu rồi được 4 con nhưng mà con kia thả rồi với còn 3 thôi. Có à, sau khoảng thời gian mình câu thì được ba chú cá lăng thì mình thấy ít quá cho nên giờ mình sẽ thả nha các bạn chứ mình không ăn cá này rồi giờ mình sẽ bắt đầu thả thả đi con bự nhất nha tại vì chờ cái xe xịt chờ cái xuồng xịt người ta qua rồi mình mới thả không thôi dục xuống rồi nó chích lên đúng vậy rồi video mình câu cá buổi tối hôm nay đến là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.